Vâng, chào mừng các bạn lại đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, thuộc địa chỉ là cầu Ràn, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay một buổi sáng rất là mát trời và luôn là sau cái ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, thời tiết trở lại tương đối mát mẻ. Thì tôi tranh thủ buổi sáng làm một clip để báo giá cũng như giới thiệu với các bạn một số những cái thiết bị âm thanh, hoặc là những cái theo như các bạn gọi đó là những cái bộ dàn âm thanh hoài cổ cao cấp. Trước mặt các bạn đây là tôi đang quay một số những cái bộ dòng dàn âm thanh hoài cổ, mà chúng tôi gọi tắt đó là cái từ các thiết bị âm thanh nhạc này, đủ các loại đài này, loa cổ này, đầu băng cối này, rồi những đầu loa Mỹ này, bên này thì loa Mỹ này. Để không mất thời gian của các bạn thì tôi sẽ đi vào quay báo giá từng thiết bị âm thanh một. Đầu tiên hôm nay là tôi giới thiệu với các bạn là những cái dòng loa. Chúng tôi mới về được những cái dòng loa các bạn trông rất là đẹp. Đây nó là những cái dòng loa cổ để nghe vào những cái dòng nhạc cổ ngày xưa, như những chiếc đầu băng cối đang quay này. Thì đây nó là dòng Peeler CS88FB, mà FB tức là đây là những cái dòng loa mà được các bạn đánh giá cao để khi nghe nhạc cổ điển, tức là vào những cái đầu băng cối hoặc những chiếc đầu cassette. Thì xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đây là hai đôi loa Peeler 88A màng FB, CS88A màng FB. Thì những cái dòng loa này tôi cũng không đi phân tích sâu về chất lượng của nó nữa, bởi vì bạn nào cũng đã chơi và va chạm thì biết rồi. Loa này thì tôi chỉ sơ qua về cấu hình thôi, tức là loa này thì bát của nó là bát 30 và nó sử dụng hai con chung, hai con tép và một con siêu tiếp kẹt ở bên trên. Màng của nó thì màng mặt màu lâu, loa của nó vỏ là vỏ gỗ thật. Nhiều bạn trước kia cứ bỏ tôi gỗ thịt, thịt và thật có nghĩa là gì, nó đều là gỗ mộc chứ nó không phải là những cái loại mùn ép và dán fork. Thì đây là cái dòng là FB nó như thế. Đây là hai đôi đèn 88A về trong hiện trạng còn mới nguyên và bảo đảm của bạn là zin nguyên 100%. Và đặc điểm của hai đôi loa này là chúng tôi đã thay toàn bộ gân loa tép cho các bạn. Nếu như nói những cái dòng loa này bỏ thay gân thì đúng, nhiều bạn là nếu như không biết thì có khi bảo là thay đi thì tại sao lại còn giới thiệu, bởi vì tất cả những cái dòng loa tép này đấy thì những cái gân loa của nó cách đây mấy chục năm đều dạn nứt. Cũng có nhiều người thì người ta lại để dạn nứt thì người ta chơi, thế nhưng cũng có những người thì trông cho nó sạch đẹp thì người ta thay gân đi. Và chúng tôi thay gân rất là xịn đẹp này. Đây chúng tôi thay gân nó lối này này các bạn này. Đấy. Cũng gân lụa các bạn nhé, cũng gân lụa chứ lại không thay gân mút, vì cái dòng này của nó bán của nó này các bạn xem, gân lụa, lụa mềm, chúng tôi gọi là những bộ gân vĩnh cửu. Thì đôi tép này, những con tép này chúng tôi cũng thay như thế, rất là đẹp. Hiện trạng của những cái đôi loa này thì cũng đã nói qua các bạn rồi, tức là nó cực kỳ là mới và nó đẹp, thì tôi cũng báo qua các bạn biết. Và đây là cái cẳng của nó này. Đây là những chiếc cái cẳng của nó. Đây là chiếc cái cẳng. Thế và những cái dòng loa này thì quay lâu tôi sẽ báo giá đấy để các bạn nắm được. Thế còn công suất, yêu công suất các loại loa này thì nó đạt min 60 và mát của nó là 80W. Đây, tôi quay ra đằng sau một hình cho bạn xem luôn. Để tôi giới thiệu cho bạn đây. Tôi sẽ quay luôn cái thông số kỹ thuật. Rồi. Tức là công suất của nó là nó hơi mờ phải không? Tôi quay này để cho các bạn đọc, tức là nó là 8 ohm này. Đó. Mà đây công suất là input in là 80W này. Đấy, điện trở nó 8 ohm made in Japan rất là rõ ràng, và đằng sau này nó có những cái hiệu chỉnh để các bạn nâng cao âm thanh của mid này, mid và tép này. Đây nữa rất hay, nói chung là những dòng loa cổ này thì nó rất hay rồi, để nghe nhạc ra thì hay. Thì đây là tôi chỉ quay đại diện và loa của tôi, còn tất cả những cái tem bảo hành của đất nước Nhật vẫn còn này. Đấy. Thì cái nào cũng như thế, nhưng bây giờ tôi đã xếp này thì tôi không được quay cho các bạn một dàn là sao rồi. Những cái này khi nào những bạn mà muốn kiểm tra chất lượng loa hay muốn xem thì tôi chụp tôi gửi qua Zalo.
Như vậy là tôi đã quay xong cho các bạn hai đôi loa Killer CS88 bằng FB, và cũng báo giá luôn cho các bạn là những đôi loa này thì nó mà một đôi đây hai đôi, tuy rằng là trông các bạn như này trông thì có vẻ nó ngang bằng về chất lượng nhau, thế nhưng mà hai đôi này lệch giá nhau đó là 27 và 28 triệu, 27 và 28 triệu một đôi. Thì bạn nào lấy đôi đẹp nó sẽ là 28 và đôi xấu hơn thì nó là 27, và quay lại lần nữa cho bạn sẽ lấy căng. Đấy, rất là đẹp đúng không? Thì nó có một đôi là cái căng màu xanh và một đôi là cái căng màu xanh thẫm. Các bạn quan sát nhé. Tiếp theo tôi xin quay giới thiệu các bạn, đây là hai chiếc đài. Hai chiếc đài này thì tôi chỉ cần giới thiệu chiếc đài này thôi, bởi vì cái đài Toshiba này là tôi có nói đúng là một cái từ gọi là bị ế từ lâu rồi, tức là từ cái đợt cách đây vài tháng là tôi về cùng với lô của 17 chiếc đài sát 3.7, thế nhưng 17 chiếc đài và sát 3.7 thì tôi bán hết rồi, đấy chỉ còn ế lại cái ông này. Đây là chiếc Toshiba Bombet VK1, vâng, loại này thì trông nó đẹp mà nó to hơn 3.7, đây 3.7 đứng bên cạnh nó thì không thể to lắm cho nó được, nó đẹp hơn và âm thanh nó cũng hay hơn và giá nó cũng rẻ hơn. Nhưng lý do tại sao không bán được tôi không thể giải thích được, mà làm nặng hôm nay không bán được của những đợt trước thì hôm nay tôi tiếp tục đăng và báo giá. Chiếc đài này nó có giá chỉ 20 triệu đồng là đăng luôn và báo luôn cho các bạn, công suất 100W, công suất là nó khỏe hơn 3.7 3.790, cắm điện từ 110 đến 240 V, tất cả các cái thông số kỹ thuật hoặc tất cả các cái công năng sử dụng rất là bình thường, không bị lỗi. Tiếp theo thì đây tôi muốn giới thiệu các bạn một chiếc đài huyền thoại đây. Đây mới là chiếc đài mà các bạn cần tìm. Đó là chiếc đài Sharp GF777, Sharp GF337Z. Có thể về với hiện trạng là còn nguyên số hộp. Đây là số hộp của nó, số bên trong và hộp bên ngoài. Còn nguyên số hộp của nó đây, số hộp của nó rất là đẹp. Hiện trạng đài thì cũng về mặt kỹ thuật thì hoạt động tốt tất cả các chức năng, không chức năng là bị lỗi. Và đây tôi sẽ quay cho các bạn xem loa luôn, rất là đẹp, tôi bóc cái camera đây rồi quay luôn cho các bạn nha. Đây các bạn quan sát loa cực đẹp luôn. Riêng duy nhất một cái loa bên này, đây cái loa bên này đây à, tôi sẽ quay cho các bạn này. Đấy, tôi lấy độ led cao đấy. Đây thì tôi cũng chả hiểu đây nó bị làm sao, thế nhưng khi mang từ bên kia về khi bóc hộp ra nó đã như thế này, nó cũng không phải là rách mà nó như kiểu bị bẩn nên nó như nào đây này. Đấy, tôi quay luôn cho các bạn, và tất cả những cái hệ thống này của nó rất là đẹp, không sơ sát gì. Nếu bạn nào mà có nhu cầu qua số điện thoại thì tôi sẽ chụp và gửi qua Zalo cho các bạn. Đấy, lần nữa tôi quay cùng thấy cái này, hai cái liền. Và báo giá luôn cho chiếc đài các bạn là chiếc đài 3.7, nó đầy đủ số hộp như này và chất lượng còn đạt được như này thì giá của nó là 22 triệu đồng. Báo luôn giá để các bạn tham khảo, 22 triệu đồng. Thì vừa rồi tôi đã báo giá hai đôi loa, hai chiếc đài. Thế và để đáp ứng kịp thời, bạn nào có nhu cầu cần hỏi thì các bạn liên hệ với tôi, hạ số điện thoại sau, tôi quay luôn ra số điện thoại 0982760098 và số thứ hai là 0971760098. Hai số này đều có Zalo để các bạn kết nối. Thế nếu như bạn nào mà muốn tư vấn hoặc hỏi về thiết bị âm thanh ngoài cổ thì các bạn liên điện vào số 0971760098. Cái số 0971760098 này để phúc đáp cho các bạn về những cái thiết bị âm thanh cổ đây. Còn số 0982760098 thì các bạn là liên tục hỏi về dàn rồi, thì cái đấy tôi không nói. Thế hôm nay tôi đang quay ở cơ sở số 1 cho nên nó không có dàn, nên tôi không biết được dàn. Còn bạn nào có điều kiện vẫn tìm về địa chỉ của chúng tôi là trung tâm điện tử Hữu Thuấn, có địa chỉ là cầu Ràn, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đây tiếp theo thì tôi báo giá các bạn tất cả những cái dòng đầu băng cối. Đây là những chiếc đầu băng cối hiện là còn cũ của đợt trước và cũng có những chiếc thì mới về. Thế còn đây băng thì của tôi có băng, đây các bạn quan sát đây. Những cái băng này thì tôi không phải là bán, và tôi chỉ là mua hộ những cái bạn mà đã từng mua đầu băng cối đây biết rồi đấy. Những bạn nào mà mua đầu băng cối đây, những khách hàng mua đầu băng cối đây thì tôi đều mua hộ những cái băng chương trình rất là hay. Nó có cả những chương trình này, những tình khúc chuẩn lọc bất hủ này. Rồi thì cổ thì có thanh tuyển 1, thanh tuyển 2 này. Thế và thời trung đây thì nó có những cái băng như Huế mù xương băng 10 này. Thế và đặc biệt bạn nào quan tâm thì đến tiếng hát Mạc Thủy thì có băng 10 và băng Búc 7 đây.
Thế còn nếu như quý khách hàng nào mà tầm độ tuổi như chúng tôi trở lên thì thích nghe chèo thì cũng có chèo chọn lọc đây. Tấn 2, chèo, không 10. Ở đây thì dòng băng cỏ đây, các bạn nhìn những cái chương trình Nhã Ca Lâm này, Chiến Linh Tình Vô Vơ này, rồi Kim Đạo 1 này, thì đều là những cái chương trình cỏ. Riêng Mạc Thủy này thì chương trình mới ra rồi, đẳng cấp của băng phối đời mới ra. Còn đây những chương trình để chung này, các bạn nhìn thấy Chiến Linh mà đeo cái bi đông nước này là băng hai cái băng hai tương giờ phép ngày xưa này. Còn đây là Tình Mưa Vơ của Chiến Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Giao Linh ấy này, rất là nhiều. Thì những cái chương trình này là chúng tôi chỉ mua hộ các bạn, các bạn nào có thể cần mua băng trắng này, băng trắng băng bảy này, băng trắng băng 10 thì các bạn cứ điện cho chúng tôi mua, sau đó là các bạn cần in thì tôi chỉ đặt giúp cho các bạn, với điều kiện là những bạn đã mua đầu băng cối ở đây rồi. Thế tiếp theo thì tôi báo luôn cho các bạn, đây là 4 chiếc đầu băng cối đang hoạt động. Thì tôi báo giá luôn chiếc đầu băng cối ở giữa này là 6, tất cả những đầu băng cối này của tôi đều là 635D. 635D thì cũng nói luôn cho các bạn là dòng 635D thì nó là dòng 4 check auto reverse, chạy được băng 4 đến băng 10, và 4 chiếc đầu này của tôi đều được sản xuất tại đất nước Nhật, cho nên là điện áp 100V, một điện áp 100V các bạn nhé. Đấy, tôi đang test hoạt động rất tốt. Đầu tiên tôi sẽ nói với các bạn, đây là hai chiếc đầu băng cối, hai chiếc đầu băng cối mới về đây, đây một chiếc và đây một chiếc. Thì đây là hai chiếc đầu băng cối 635D lút đỏ và được mua theo đường đấu giá từ các cái siêu thị đồ cũ của Nhật đấy. Nó còn nguyên thùng xốp đây, còn nguyên thùng xốp lý lịch. Đây là hai thùng xốp của nó. Thì đây, hồ sơ lý lịch của nó bên trong rất đầy đủ các bạn nhé. À, tôi báo luôn các bạn đây. À, tôi mở tôi quay này. Đấy, thùng xốp này, hồ sơ lý lịch này. Đấy, đây cái tôi gọi là giấy khai sinh đây, rất là đẹp, còn nguyên. Kể cả từ những cái túi bảo vệ đầu vẫn còn nguyên chữ của Nhật đây. Tức là tôi quay luôn cho các bạn xem, đầy đủ nhá. Thì đây là hai chiếc đầu băng cối đập hộp. Đó. Và đều là đây nhá. Tôi quay lại cho các bạn một lần nữa. Đây là hộp của nó này, hai hộp. Một chiếc này, hai chiếc. Đây tôi quay gần cho các bạn xem. Rất là mới, rất đẹp. Cực đẹp luôn. Thì cái này tôi chỉ quay qua các bạn thôi, chứ còn nếu bạn nào mua thì hoặc là đặt hàng thì chúng tôi mới quay và chụp chi tiết cho từng cái một. Và cái bên kia nữa đây, tôi sang đây. Và cũng thông báo luôn cho các bạn là tất cả đầu băng cối này của tôi, hai chiếc đầu băng cối này đều là nút đỏ này. Thực chất nút đỏ, nút đen, nút trắng thì tôi nói thật các bạn là tôi cũng mở nhiều cái ra xem rồi, máy móc ở trong thì nó y như nhau. Thế nhưng vì trên thị trường là cứ quan niệm nút đỏ là đắt thì chúng tôi phải mua đắt thì chúng tôi bán đắt, còn chả biết nó tốt hơn ở cái gì. Nhiều bạn thì bỏ âm thanh nghe nó hay hơn nút đen. Thì tôi cũng đã từng trải nghiệm rồi, bởi vì nhà tôi nút đen này tôi cũng qua này và tôi đã từng nghe rồi mà tôi không phát hiện ra nó hay hơn là cái gì. Nhưng nhiều bạn gọi điện đến cho tôi bảo là cái nút đỏ này, nút cam này nó hay hơn nút đen. Thế thì cái việc đấy là do các bạn đánh giá, nhưng tôi đã trải nghiệm thì tôi nghe chả thấy cái gì nó hay hơn đâu. Xin giới thiệu các bạn một lần nữa, nó là hai chiếc đầu băng cối mà hàng xốp hộp này, thì nó có giá, một chiếc là có giá là 46 triệu và một chiếc là có giá 47 triệu. Tức là hai cái này nhé các bạn nhé, nó cũng có một cái đẹp cái xấu chứ không phải là hai cái nó như nhau đâu. Thế tôi quay này thì các bạn không thể phát hiện ra cái đẹp cái xấu, thì khi nào bạn nào đến đây thì tôi sẽ phân tích cái đẹp cái xấu mà các bạn nhìn ra ngay đấy mà. Hoặc là tôi chụp ảnh và tôi nói cái nào đẹp và cái nào xấu, và nó sẽ có series đi kèm cho các bạn nếu các bạn ở xa. À, thì báo giá xong. Thế tiếp theo tôi báo cho các bạn, đây là chiếc đầu băng cối hàng bãi, rất đẹp các bạn, mà màu lại tôi nói các bạn là tôi ít gặp trên thị trường. Nhiều bạn bảo nó màu đen không phải đâu, nó như thế này thì là đen, nhưng thực chất cái đầu này nó lại màu, nó kiểu nó xám xám rất là đẹp, mà trông nó chắc chắn đó các bạn, các phim bấm rồi các bạn trông rất là đẹp khôn ngoan đấy. Đây mới là đen này, thế còn đây nó không phải đen, mà khi các bạn cắm điện lên thì cái đồng hồ vu luôn lên, cái đèn nó rất đẹp, tôi trông tôi thích hơn là màu trắng. Thế nhưng vì là cái đầu này, đây cái đầu này thì nút đen các bạn nhé, đầu này thì nút đen chứ không có nút đỏ. Điện áp cũng 100V và về với tình trạng máy ở trong là chưa qua sửa chữa và còn mới đét và ươm. Thế nhưng bây giờ do cái điều kiện tôi báo giá hàng cho nên tôi không thể quay chi tiết cho các bạn được. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hoặc tư vấn thì lúc bây giờ tôi quay riêng, chụp ảnh riêng, ruột gan cho nó các bạn xem. Thế về một chiếc đầu hoàn hảo như này thì nó có giá là
39.500.000, cực rẻ luôn các bạn, 39.500.000 các bạn ít khi gặp, mà tôi trông cái màu này rất là chắc chắn và tôi thích, đẹp. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo tôi giới thiệu đến các bạn một chiếc đầu lại AK635D nữa, cũng nút đỏ các bạn nhé, nút đỏ luôn. Đó, và nó mới này các bạn xem này, đây là hàng bãi luôn, đây là hàng bãi chứ không phải là hàng đi theo đường eBay về. Thì một chiếc đầu như này cũng không xuất sắc đẹp, tức là nếu như nói là các bạn nói bọn đẹp đến 30% tôi không đánh giá, nhưng mà không xuất sắc, máy ở trong cũng vàng ươm, hoạt động rất tốt. Và lúc đó thì chiếc đầu này nó không bằng tiền chiếc hai chiếc đầu bằng khối số hợp đồng. Báo luôn giá cho các bạn chiếc đầu mà không có số hợp đồng này, hàng bãi này, thì báo giá luôn cho các bạn là 44 triệu, còn số chập rất là đẹp. Như vậy là tôi đã báo giá xong cho các bạn giá của những chiếc đầu băng cối này. Tiếp theo tôi có một đôi loa cổ để bày trên đây nữa, ngoài những cái dòng Peeler CS88 rồi, thì hôm nay tôi giới thiệu tiếp cho các bạn đây là dòng Peeler X5 lên hình trụ bát của loa trong bát 20, cũng để nghe những cái dòng nhạc băng cối này, và nó âm thanh của nó, âm thanh của nó lan tỏa, tức là nó tỏa ra bốn quanh cái loa vì nó là hình trụ này, và nó chống loa, nó bát nó úp xuống vào trong cái loa bát nó tép, cho nên âm thanh của nó này đạt chất lượng rất là cao, hay nó có một cái kiểu riêng của nó và hình thức nó rất đẹp như các bạn bài này. Đấy, các bạn bài lên chiếc đầu bằng cối châu đào quá đúng không? Thế bây giờ thế này, tôi lại cho các bạn thưởng thức luôn âm thanh của cái đôi loa X5 này, chứ tôi lại không cho các bạn thưởng thức loa này, bởi vì loa này thì nhiều bạn chưa biết rồi, nhưng X5 thì thế này, tôi đang phối cho các bạn qua một chiếc âm ly đây. Đây là con Sansui 8080DB. Sansui 8080DB này của tôi là hàng xuất, cho nên nó cắm điện từ 110 đến 240V. Hiện trạng con âm ly này là mới đạt tới 99%, tức là chưa có vết chấm phẩy gì, tôi gọi mới 99% về trong máy. Thế còn bản thân hình thức ngoài thì đây tôi quay chậm cho các bạn xem, cực đẹp, không có gì đáng chê, không thể chê được chứ không đáng chê này. Đây ạ, tất cả các chức năng như bắt đài tiếng nói Việt Nam, có đường lau in, đường line in, line out rất là đầy đủ chuẩn. Thì chiếc âm ly như này tôi báo giá luôn cho các bạn, nó rất là hợp lý, và nhắc cho các bạn một lần nữa là ruột của chiếc âm ly này là màu vàng, sexy màu vàng, tức là các bạn biết là nó là 7 màu ngoài đấy, thì nó đắt hơn cái loại màu trắng, nếu màu trắng thì nó rẻ hơn được 1,5 triệu thôi, nó cũng không rẻ nhiều. Vậy báo luôn cho các bạn chiếc âm ly như này nó có giá là 35.500.000. Đây, và trên đây là những chiếc EQI nhập Mỹ đây, Peeler. Dòng này là dòng Peeler, đây tôi quay luôn cho các bạn cái mã nhá, SG9500, loại EQI này đẳng cấp cực hay. Cái loại này thì nó có giá rồi, nó có loại này thì nó cứ 9 đến 10 triệu, nó mới đẹp như này 9 đến 10 triệu. Đây là chiếc EQI Peeler 9500 báo luôn các bạn. Thế bây giờ tôi báo giá xong chiếc âm ly Peeler Sansui rồi. Và cũng báo luôn cho các bạn là đôi loa Peeler X5 này nó có giá là trên 10 triệu đồng một chút thôi, tức là 11 đến 11.500.000. Thế đây tôi cho các bạn nghe thưởng thức luôn chiếc âm thanh từ đầu băng cối phát ra trước đây. Tôi sẽ tiếp âm qua chiếc âm ly này. Tôi đã mức này, thế sau đó tôi ra tôi bắt cái đầu băng cối này. Đấy nhá, báo lại giá các bạn là chiếc đôi loa X5 này nó chỉ có giá trên 10 triệu đồng một chút nhưng cực hay. Đây tôi đang sử dụng chiếc đầu băng cối này, tôi tăng này.
cái này đi để cho các bạn được xem test luôn cái đầu băng cối đập hồ. Cực êm luôn các bạn, ngồi bên cạnh mà nó tua nó nhìn chỉ có tiếng gió nó là nó mát lên, nó chả lên có cái tiếng gì này. Đây là cái đầu băng cối này, hai cái đập hộp này, cái màu đen này, cái trên này màu trắng hàng bãi này. Cái này tôi tua qua tôi lại play đi, bởi vì nhiều bạn bạn không thích nghe chẻo nhưng thôi đây, bởi vì tôi đã chất cắm cái băng này vào rồi thì cứ nghe thôi. Quá phê và các bạn, tiếng mồng cối từ nhà, tiếng chảo nó bập bạ bùng, nó quá phê luôn. Quá phê luôn các bạn. Tua đi. Nhiều bạn thì bạn ghét nghe chảo nhưng mà tôi chốt cắm vào cái này vì trong ba cái đầu tôi tiếp đây. Mà cái thứ hai nữa là chảo nó phát ra thì tôi nói các bạn nó không bao giờ bị bản quyền. Chứ nếu nhặt vàng kia là dễ bị yêu ông YouTube không đánh giá bản quyền mà làm lại xóa đi xóa lại rất là mệt. Không nhưng mà các bạn nghe nó cũng phê thật, cái chảo nó cũng có cái hay của chảo. Này tôi đang tua xem nó có cái này, nhiều bạn bạn nghe này bạn thấy mình nó có cái hay riêng của từng người nhưng mà nhiều bạn bạn nghe kiểu AIA này AIA này nhiều bạn không thích à? Nhưng thôi dù nó hay không hay nhưng đây chỉ là cái bản test này về đầu thôi chứ còn đây không phải là để thử cho các bạn nghe cho âm thanh nữa. Cũng hay, tôi nghe tôi cũng thích là nó cứ leng keng mà. Cái đầu băng cối nó có đặc biệt là khi nghe cái tiếng bass nó bập bùng rất là mềm, nó không như là kiểu guitar điện. Nhiều bạn đã nghe bạn à ơi mà nguy hiểm. Tôi quay về cái đống này về cái đây. Cho là hết cái à ơi đi xong bắt đầu tôi quay một tí xong cái bài thì nó hay hay thì tôi quay một tí các bạn nhá. Xong bắt đầu ta nghe tôi ra tôi báo tiếp với xem lên đây có thể các bạn nhắn gọi này 0928 và 0971-76098. Còn bạn nào có điều kiện vẫn tìm về địa chỉ của chúng tôi là Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Ràng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hai số điện thoại này đều có Zalo. Thế còn là nếu như bạn nào mà muốn hỏi về các cái thiết bị âm thanh ngoài có này, các bạn lên điện vào số 0971-76098 thì chúng tôi giải đáp nó nhanh hơn. Đây là số thứ hai. Còn số thứ nhất 0982-76098 là số để giải đáp về âm thanh dài là mình cả số 2. Tiếp theo tôi sẽ báo giá cho các bạn một đôi loa được gọi là mệnh danh của Mỹ này.
mà nó lo Mỹ là trở thành mệnh danh gì. Đây tôi quay cho các bạn, đây là đôi sạc pin Vega VS150. Loại này thì nó sử dụng bát 40, chung giấy như loại Teflon. Loại này âm thanh nó cực hay rồi các bạn. Nói đến dòng loa Mỹ sạc pin Vega thì thực ra đấy, tôi chỉ chê hình thức nó xấu, tất cả những dòng loa Mỹ nó cứ làm một bên này. Chứ còn đúng ra thì âm thanh đó thì loa Nhật tôi nghe không thể đạt như loa, nó cực hay luôn. Và nó lại hát được karaoke bởi vì những cái loa tép này của nó làm tự ngắt, ví dụ bạn hát cao, rít phát là tự nó cắt, nó mất tính tép xong tí sau mà vài giây nó đóng à. Trước đôi loa như này thì hiện nay tôi đang có hai đôi VS150, có hai đôi màu đen. Ở cửa hàng số 2 có một đôi nhưng nó xấu hơn đôi này. Và hai đôi này báo giá cho các bạn, một đôi 24 triệu và một đôi 26 triệu, lệch nhau hẳn 2 triệu. Vì nó đẹp nó xấu nha các bạn nha. Bạn nào muốn phối cho nó hay thì các bạn nên sử dụng những con đề, ví dụ như đề lông từ 890DG hoặc 890D đấy, là các bạn sử phối những con này hay hơn. Còn như tôi hiện tại đây, tôi đang phối một chiếc ampli. Đây, chiếc ampli Peeler 939. Ampli 939 này thì nó là dòng ampli cổ đây, thì server nó có cả âm hệ thống bắt đài. Loại này thì rất hay. Và tôi đang đấu qua cái cổng giải mã. Nếu bạn nào muốn giải mã từ TV ra, đây, từ chiếc TV này ra để cho nó hay, thì các bạn cũng có thể sử dụng một chiếc đầu giải mã Sony 920 này, nó chạy được cả đĩa MD các bạn ơi. Đây là tôi đang giải mã qua này, đây này, và nó sang chiếc âm ly này qua cái vang này. Cái vang này thì các bạn nếu muốn đấu vào bộ này để hát thì các bạn mua thêm cái vang số, đây là vang số mới tinh X6 này, JBL rất là hay. Thì đây các bạn nghe qua đây này, nếu bạn nào muốn sử dụng chiếc âm ly như này, tôi báo giá luôn, Peeler 939 này nó cắm điện 100V, có một chiếc tôi báo giá các bạn 18.500. Thế còn chiếc đầu giải mã Sony 920 này là nó có giá 6 triệu. Đây tôi cho các bạn nghe thử âm thanh của nó Mỹ. Bây giờ xin chào và sẽ gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.